Xin chào quá, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các một con xe gọi là siêu phẩm của dòng xe đua Rolling Stone, một dòng xe mà được sử dụng rất nhiều ở những cái thị trường châu Âu như là Mỹ, Đức và Pháp. Được trang bị full bộ chuyển động Shimano Ultega 6800 với 11 tầng líp, 2 tầng đĩa, khung là full carbon, vành carbon, vành cao bản carbon, khung cũng là full carbon. Rolling Stone, một dòng xe của đến từ châu Âu, rất là đẹp. Xe này rất là nổi tiếng. Toàn bộ dây là đã được chạy âm sườn, được sử dụng full bộ chuyển động Shimano Ultega. Nếu như các bác chơi xe lâu năm thì cũng biết được là cái dòng Ultega này nó là đã rất là cao cấp của dòng xe đua về Shimano rồi. Thiết kế khung dẹp khí động học để khi di chuyển trên đường nó tạo được cái tốc độ nó tốt hơn. Và khung vành, vành nhôm, vành carbon cao bản rất là dày, nhẹ. Chiếc xe này nhẹ chỉ khoảng 6-7 cân, em chưa cân nhưng mà nó cũng chỉ khoảng 6-7 cân thôi. Vành ba mảnh Ultega, mà ghi đông cũng được trang bị đôi tay lắc của Shimano Ultega. Sau khi vòng cuối lủng, cặp thuốc của DMC của Ý. Thì chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 45 cm, đến khóa cộng yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe này có size nó cũng khá là nhỏ, các bác từ khoảng 1m6 đến 1m7, 1m75 thì phù hợp. 11 tầng líp, đằng sau 11 tầng líp, 2 tầng đĩa thôi, chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Động lên xuống của chiếc xe rất là mượt mà. Mới giới thiệu đến các bác mẫu xe Rolling Stone, mẫu xe đua carbon đến từ châu Âu. Em đang bán ở trên cửa hàng với mức giá là 28.800, bao ship toàn quốc cho tất cả. Các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.